Tứ Tổng Tây Hồ, ai lên Tứ Tổng Tây Hồ hỏi thăm mi cho tới đền thờ vì cô tư. Lưu dấu mi tiên dòng ngày xưa, còn lưu dấu mi tiên na dòng ngày. Trời nam sinh thánh nghi thăng long ý, hóa thần ý. Truyền đến Lý Trần mới từ Đình Lê, Đình Lê truyền đến Lý Trần Ninh. Bao cơn binh cách bao lần, bao lần phong ba kinh kỳ thì nước tiếng phồn hoa. Anh linh hiền đi hách cô tư ý, Tây Hồ nghỉ. Lan Huệ nở đua bốn mùa, bốn mùa Lan Huệ nở hương sen ngào ngạt ly ngư ý, về chầu trăng thành dài có bên lầu sáng soi khắp hết lòng lâu ý, thủy đình sóng gợn lung linh ngát Tây Hồ sóng gợn lung linh nghe. Một bầu nghi sơn thủy cảnh thành ý dị kỳ. Làm lễ dâng hương về đồng, làm lễ dâng hương dâng lên tam bảo chín mươi phương độ chi tay dâng hương việc điện từ bi. Tam tòa tiến thánh chứng chi cho thánh đồng cô về chứng giám đền chung. Khi xuân về thì quả đón hoa chào
tay của phun rơi thì cho đào nở hoa nghỉ nghỉ. Bích đào thì tiến đến vua cha, bạch đào cô tí nghiên tam tòa mẫu vương. Hoa huệ hải đường mới có hoa lan, hoa lan hoa huệ hải đường mẫu đường thượng vượt chứ đỗ quyền hoa hồng. Chầu quất thì cô tiến đi công đồng, nhân dân thiện tín chứ mắt đi trông nghe tỏ tưởng đi tính nhìn. Hoa trắng tỏa hương quất ni xanh nhìn, thì hoa trắng tỏa hương quất ni chín sắc thăm ánh vàng lung nghi linh. Dù ai buôn bán trăm mi nghề mười ba tháng nghi tám nhớ về phủ đây thương người, thương người già thảo lòng ngày. Thương người dạ thảo lòng nghĩ ngày tài ba lỗi lạc sừng cây chiều thơ thương người, thương người sắc đậu trồng ngô. Thương người ấy